À, Tâm ơi, Tâm ơi, Tâm ơi, hai này Tâm. Ủa, nghe lại con. Nè bên này, Tâm. Ấy chị ơi, Tâm ơi, bên đây nè Tâm. Ô, đây nè, cha nè. Tâm ơi. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là vợ Chí Quý, nickname là Tôm. Và đây là cái quạt của Chí Quý, quạt trị giá 1.000 đô. Đây là vợ Chí Quý, và xin giới thiệu các bạn, đây là cái đùi của Chí Quý, và đây là con á mà thôi. Chí Quý ơi, Tôm ơi, Tôm à, hả? Sao con? Tâm ơi, cười cái nè, cười cái coi, không cười thì thôi, được chưa, vỗ tay vỗ chân cái chưa. Nè đây, hả? Hả? Nói chuyện ngay. Xì hoài nghe con, nó nhỏ mũi cái xì hoài luôn à, nhỏ mũi người ta mà bị nhỏ nước cho mũi người ta mà không xì xì đi thế đây. Cười cái tên. Cười tặng cái này. Cười tặng con tham mộ cái này. Cái mũi nó xì hoài luôn. Ôi, tắc mạo đi anh. Mấy cái luôn. Cái mấy nhỏ mũi đó mà. Chúng mày. Hi, Tâm. Xin chào quý vị và các bạn đi Tâm. Bye bye.